Đây này các bạn ơi, đây chính là con quái vật gorilla kinh công này các bạn ơi. Nó được xuất hiện theo sự triệu hồi của mặt trăng kinh công này các bạn. Ok, thì mình xin có một thông báo gửi đến cho tất cả các bạn. Đó chính là mình vừa mở được một cái shop bán nhập Free Fire, PUBG và Liên Quân Mobi giá rẻ. Và nếu như các bạn là người mới đăng nhập vào shop của mình á, thì các bạn sẽ được mình lì xì cho 10k nha. Và khi các bạn nhập thẻ có mệnh giá từ 100k nè, 200k và 500k, thì các bạn á, sẽ được nhận khuyến mãi ngẫu nhiên từ 20 tới 200%. Và hơn thế nữa là top 5 nạp thẻ ở shop của mình á, sẽ nhận được rất là nhiều phần quà có giá trị hấp dẫn. Ví dụ như là top 1 nè, được nhận 10.000 kim cương và 1 triệu đồng tiền mặt luôn. Đó, ở đây có rất rất là nhiều game giá rẻ để các bạn có dễ dàng lựa chọn và mua sắm. Và hơn thế nữa, đặc biệt nhất á, là chỉ cần 20k thôi là các bạn có thể tham gia vòng quay may mắn trúng 9.999 kim cương ở trong Free Fire. Được rồi, bây giờ hãy cùng mình nào, chúng ta cùng nhau thử quay thử nha. Rồi ok, bây giờ hãy cùng mình thử trải nghiệm vòng quay 9.999 kim cương nào, chỉ với 20.000 thôi. Quay. Đó, bạn thấy không? Rồi, để xem như thế nào nha. Wow, trúng luôn 9.000 kim cương luôn các bạn ơi, quá dữ các bạn. Nice. Đó, và các bạn còn chờ gì nữa mà không mau chóng tới shop của mình shopkay.vn để có cơ hội nhận được 9.999 viên kim cương nha các bạn. Chào các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Ây da, hôm nay là một ngày đẹp trời như thế này á đi mà. Hay, trời mát đẹp luôn á. Trời này hả mà được ra ngoài chơi phải gọi là quá vui luôn. Nhưng mà không, mình vẫn được đi ra ngoài chơi. Nhưng mà hôm nay mình phải đứng trước nhà ông Tiến sĩ để làm cái gì các bạn biết không? Mình phải đi trồng cây, trồng lúa vô ông Tiến sĩ các bạn ơi. Ông Tiến sĩ Steve Noob hôm nay là muốn mở một cái trang trại đồng lúa kế bên nhà ổng, trước nhà ổng. Nhưng mà ông ấy không có chịu làm. Và ông Tiến sĩ bắt mình phải làm đây nè, mệt đầu ghê luôn á. Thiệt sự à, thôi lỡ rồi, bây giờ phải giúp thôi. Hiện tại mình đang có 20 cái giống trên tay nè. Bây giờ phải giúp đỡ ông Tiến sĩ làm cái trang trại ruộng lúa thôi. Trời, mệt ghê luôn á. Mà vấn đề bây giờ là mình đâu hề có cái xô nước nào đâu ta. Thôi kệ đi vậy. Chắc là trước tiên mình nên cuốc đất trước xem như thế nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Rồi ok, rồi mình cứ gieo trước đi rồi tính gì tính ha. Trời ơi, cái ông Tiến sĩ này mệt ổng ghê luôn nha. Cái này là đất của ổng, ổng muốn trồng một cái trang trại thì tự làm đi, không dưng sáng sớm qua hôm nay trời đẹp như thế này tự nhiên bắt mình làm thấy gọi là mệt mỏi ghê luôn á. Ủa mà lạ ghê nha, ông Tiến sĩ nói với mình rằng là sau khi mình làm xong á thì ông ấy sẽ gọi điện cho mình qua cái iPad Silver rồi trị giá 5 triệu USD của mình mà các bạn. Mà chả hiểu sao bây giờ mình chả nghe thấy tiếng gọi điện gì cả. Thôi được rồi, bây giờ phải mau chóng đi lên nhà hãy tìm ông Tiến sĩ thôi. Nhưng mà mình quên mất các bạn ơi. Thì các bạn ơi, nếu như các bạn là người mới tới kênh của mình lần đầu tiên thì đừng quên nha, hãy cho mình một nút đăng ký nha các bạn. Và đừng quên hãy cho mình thêm cả một lượt like nha, và cũng như là một lượt chia sẻ, cũng như là đừng quên nha ấn một cái chuông các bạn ơi, để nhận được những thông báo mới nhất về video của mình. Và hãy giúp mình nha, bỏ ra khoảng từ 5 tới độ 6 giây thôi. Các bạn hãy giúp mình để mình có tiền các bạn ơi. Mình sẽ ăn cà lem kem chuối chống đói các bạn. Chứ giờ này mình đói bụng quá ha. Hơi đói bụng nứt cả bụng các bạn ơi, buồn ghê luôn á. Được rồi, giờ không nói nhiều nữa, mau chóng lên nhà tìm ông Tiến sĩ đã. Tiến sĩ ơi. Rõ ràng Tiến sĩ gọi con sau khi con làm xong mà Tiến sĩ. Ôi. Ông Tiến sĩ đâu rồi ta? Lạ ghê luôn á Tiến sĩ ơi. Ôi, ông Tiến sĩ nào không biết là đi đâu chơi rồi đây. Ôi, ông Tiến sĩ này đi chán ghê luôn á, lúc mà cũng bỏ nhà đi vậy đó. Không biết ổng đâu rồi ta. Ôi. Không, để thử lên lầu tìm Tiến sĩ rồi. Tiến sĩ ơi, Tiến sĩ. Chả thấy ai các bạn ơi. Ôi, không biết trong phòng sĩ có không nữa. Để coi thử các bạn. Ôi trời ơi. Tiến sĩ ơi, Tiến sĩ, con làm xong nãy giờ rồi mà sao Tiến sĩ không chịu nói con nhất vậy? Trời ơi chú em ơi, bây giờ ta đang bận lắm chú em à. Ta phải chuyển qua đây ngay lập tức chú em. Hả? Con vừa làm xong cái ruộng lúa dưới kia, vậy mà bây giờ Tiến sĩ dám kêu chuyển đi hả? Trời ơi, Tiến sĩ chuyển đâu mới được chứ? Trời ơi chú em ơi, tối đây có chuyện ghê lắm chú em à. Cho nên nó là ta muốn chuyển đi trước chú em. Chú em ơi, tối nay chú em có đi đâu không? Hả? Tối nay hả? Hình như là tối nay con không đi đâu hết đó, con ở nhà chơi à. Tiến sĩ làm gì vậy? Cái gì không Tiến sĩ? Hay lắm chú em à. Thì chú em ơi,
tối nay sẽ có một con quái vật rất là mạnh mẽ, cực kỳ to bự luôn. Nó xuất hiện tới ngôi làng của chúng ta đó. Cho nên là chú em à, ta muốn chú em ngày hôm nay tối nay á ở lại ngôi làng, bảo vệ ngôi làng của chú em. Trời trời trời, tiến sĩ ăn gì khôn vậy, bắt con làm nữa. Tiến sĩ không có lại làng đi, con hả bảo vệ lại nhiều rồi mà. Trời ơi chú em ơi, ta đây tuổi già sức yếu rồi, cái thông cảm ta cái đi chú em. Cái thấy không, ta sợ quá nè, cho nãy giờ nói chuyện chú em á đứng ngồi không yên nè chú em, thấy không hả? Thôi mệt mỏi quá vậy, rồi thôi cũng được đi, coi như hả là con giúp tiến sĩ đi mà. Tiến sĩ ơi, nếu như hả mà con giúp tiến sĩ á thì, nhưng mà vấn đề là con không có vũ khí gì hết á. Trời ơi chú em cứ yên tâm đi, ta đây hả thiên tài vũ khí mà. Có thấy cái gương xuân tâm chú em, bỏ ra đi chú em ơi. Ơi cái ông này hả hành hạ con người ta hả, bắt con người ta làm này làm nọ là lẹ à. Thôi được rồi, để con coi thử ơi. Ôi chúng ta sẽ có một cây hả rocket 4 nòng, một cây hả bơm nguyên tử, một cây 6 nòng và rất là nhiều đạn luôn. Cũng được cũng được. Ơi nhưng mà tiến sĩ ơi, con hả quái vật tối nay mạnh không vậy tiến sĩ? Ta cũng không biết được chú em à, nhưng mà theo ta nghĩ á là nó sẽ nằm trong top 2, top 3 gì đó cho con quái vật mạnh nhất từng xuất hiện đó chú em. Hả cái gì? Top 2, top 3 luôn hả? Trời ơi, top 2, top 3 mà đưa con xuống này xuống bắn sao lại đi vậy? Trời ơi chú em à, cố gắng đi mà. Thôi, mau đi về nhà đi, bây giờ ta tới chuẩn bị đồ để gọi ở đây chú em ơi. Tối nay cho em may mắn nha chú em, chú may mắn cho em tối nay nha. Ơi, cái ông tiến sĩ này quê rồi, ăn bánh gỏng luôn. Trời ơi, là trời ông tiến sĩ này. Ơi, đúng là hành hạ con người ta suốt ngày à. Vậy là bây giờ hả mình phải tìm cách tối nay rồi tấn công rồi là tiêu diệt con quái vật tối nay nữa. Không biết tối nay là con quái vật gì đây. Ơi, mệt mỏi ghê luôn á. Thôi được rồi, bây giờ về nhà chuẩn bị đồ đạc đi, tính gì tính. Ông tiến sĩ này biết là hành hạ con người ta riết thấy chán đời luôn á. Tự làm đi, bắt mình á hả. Cứ bắt mình phải liên tục giúp đỡ ông ta hoài à, mệt ghê. Thôi được rồi, bây giờ phải mau chóng về nhà thôi để xem có chuyện gì xảy ra đã. Rồi chắc là bây giờ hả mình cũng nên ngủ một giấc đi, ngủ một giấc để coi xem hả là đáng nữa tối nay nha sẽ có chuyện gì xảy ra. Ngủ thôi nào. Là trời tối rồi hay sao á? À không, không phải là trời tối mà là nhìn cái bầu trời nó có màu đỏ rực như thế này nè. Trời kỳ lạ ghê luôn á. Tại sao bầu trời hả lại có hình dáng đỏ rực như thế cơ chứ? Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy ta? Hay, bầu trời mà đỏ rực như thế này nguy hiểm lắm luôn á nha. Ôi trời trời trời, cái gì đây? Mặt trăng in hình nguyên một con khỉ đột kinh công rui la bự ơi là bự luôn nè. Cái gì vậy? Rồi đừng nói là đêm nay tối nay nha, con quái vật rui la xuất hiện trong ngôi làng của mình nha các bạn. Trời ơi tiêu rồi, đợt này kinh khủng rồi. Lần trước hay là Godzilla, bây giờ là Gorilla, nguyên con kinh công các bạn ơi, coi nè. Mặt trăng hình kinh công đó các bạn. Đầu, để mình thử bắn rồi các bạn ơi. Hình như các bạn ơi, bắn không tới hay sao á. Mình nghĩ á, đây là một con kinh công gorilla khủng lồ đó các bạn ơi. Hiện tại đó là nó đang di chuyển ở trên mặt trăng các bạn. Lát nữa nha, nó sẽ xuống dưới trái đất đó các bạn ơi. Và nó sẽ hành hạ ngôi làng của mình cho mà xem. Rồi, đợt này là nguy hiểm rồi. Nó vừa nói trước tiên các bạn ơi, tạm thời tiêu diệt quái vật cái đã. Đó, mình sẽ bắn trước những con quái vật này các bạn. Và tại sao lần này mình thấy nha, quái vật nó hơi bị nhiều các bạn ơi. Coi nè, có nhiều con khá là lạ các bạn. Tại sao mà có scare tình mặc bộ giáp này chứ? Ui, chuyện này đang kỳ lạ hết sức có thể rồi đó nha. Mình mà thấy hơi nghi ngờ đó các bạn ơi. Vậy, ai bắn mình vậy các bạn? Hơi, được rồi. Những con này các bạn ơi, những tên này hả, nó không sợ mình các bạn. Rồi, bây giờ hả, mình làm cho nó sợ mình các bạn ơi. Hãy xem đây, bơm, nguyên tử, đùng. Rồi, một pha chơi ngu ngựa KSD các bạn ơi, mình tự giết chính mình luôn các bạn. Bạn thấy nói gì nói không? Được rồi, bây giờ mình thử nha. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ thử nghiệm các bạn ơi, bằng việc cái hả bắn chết cái mặt trăng kinh công gorilla này các bạn. Đó,
mình sẽ dùng hả cái này nút launcher, nghĩa là bom nguyên tử siêu hạng nặng các bạn ơi. Các bạn hãy cùng mình nha. Bây giờ ấn like đi các bạn ơi. Mình sẽ dùng cái bom nguyên tử siêu hạng nặng này, mình bắn thẳng cái đầu hả của con quái vật của kinh công trên mặt trăng. Rồi 3, 2, 1 bắn. Tới không ta? Ôi không tới hay sao các bạn ơi? Không tới rồi. Trời ơi không tới các bạn ơi, mà mình còn phá làng của mình nữa các bạn. Ây da, chắc hả là cái súng này hả bắn được tới chỗ hả con hả gorilla này chắc hả vậy, xa hàng trăm triệu năm các bạn ơi. Mình phải dùng cái súng khác. Trời ơi đợt này không ổn rồi. Được rồi, bây giờ con kia hãy coi đây, Rim Reaper là khẩu súng gì các bạn không? Đây chính là một cái khẩu gọi là khẩu hả 4 viên đạn hỏa tiễn các bạn ơi, rocket launcher đó. Nhưng mà hả mình sử dụng khẩu này để tiêu diệt hết. Tại con kia mày đánh tránh xa cái hả này ra nha, cái này là sáng ngày tao làm rất là bất công luôn đó. Vừa dứt câu chết luôn các bạn ơi. Nói chung á là những con quái vật này hả không được phép lại gần trang trại của mình các bạn ơi. Kệ cái con gorilla siêu bự siêu to nữa, mày lại đây nha giết tôi chết. Rồi bạn thấy không, cái sức mạnh của cái hả quả hả tiễn hả nguyên tử rất là mạnh các bạn ơi. Bắn một phát phải gọi là tiêu tùng cả một khu vực như thế này đó các bạn. Đó, mà bây giờ các bạn ơi mình vẫn còn rất là sợ hãi các bạn. Mình sợ lát nữa nha con gorilla kia, cái con kinh công đó các bạn ơi, nó xuất hiện ngôi làng của mình, nó phá rối các bạn, nó phá đám làng của mình các bạn ơi. Bây giờ buổi tối nha thì quái vật nha nó còn theo phe của những hả con gorilla này các bạn. Thì các bạn biết sao không, buổi tối á những con quái vật này nó sai khiến con zombie này các bạn ơi giết mình đó các bạn. Nhưng mà hả nếu như hả mà nó không giết được nha, lát nữa nha đích thân gorilla sẽ tới và giết mình chết đó các bạn ơi. Ghê lắm mình đang sợ lắm nè các bạn ơi. Thôi được rồi. Bây giờ không nên nói nhiều nữa các bạn, phải tìm cách để mà tiêu diệt con quái vật này thôi. Bắn nó nào, bắn nó các bạn ơi, bắn trưởng nó mới được. Bắn trưởng. Chết hết đi con quái vật thúi tha kia, ta sẽ tiêu diệt các cái ngươi. Đây rồi con quái vật này nha, chết và hãy chết đi, hãy chết hết đi. Trời ơi quái vật đâu mà nhiều quá. Tụi bay muốn ăn hả bơm nguyên tử đúng không? Được rồi, hãy ăn bơm nguyên tử của ta đi. Từ, không được, được. Để mình cho ăn bơm này các bạn ơi. Ăn bơm này nè, Rocket Launcher nha. Rồi, đây. Đúng, trời ơi. Mình đang bắt đầu cảm thấy rằng là con kinh công gorilla này sẽ càng ngày càng chỉ xuất hiện các bạn ơi. Tạm thời hả nên trốn vào trong nhà thờ cũ rồi các bạn. Chứ mình nghi ngờ lắm luôn á, lát nữa sẽ có chuyện không hay xảy ra với bạn mình đó các bạn. Hay ghê quá các bạn ơi. Trời, linh ghê luôn á, vừa trốn vào nhà thờ cũ một cái nha. Các bạn ơi, các bạn có nghe thấy tiếng quái vật gorilla kinh công không các bạn? Mình nghe thấy rồi nè, sao mà tiếng nó to quá à, và nghe như kiểu là đang kế bên mình các bạn ơi. Cái gì vậy ta, đừng nói là, ôi trời đất ơi các bạn, đây nè các bạn ơi, đây chính là con quái vật gorilla kinh công nè các bạn ơi. Nó được xuất hiện theo sự triệu hồi của mặt trăng kinh công nè các bạn. Rồi bây giờ mình phải tiêu diệt nó sao? Trời nó bự dữ vậy ta. Các bạn ơi, con kinh công này 6 múi luôn các bạn. Nó bự lắm luôn á, đừng có giỡn nha. Con này nó 6 múi các bạn ơi. Kinh công 6 múi luôn các bạn. Rồi ok. Mình có thể tiêu diệt được nó các bạn ơi. Nè thấy không? Đó, mình có thể bắn được nó các bạn ơi. Bắn được rồi, ok rồi. May là bắn được các bạn ơi, chứ không bắn được mới là mệt đó các bạn. Rồi, nhưng mà nó bự quá các bạn ơi. Nó còn 6 múi nữa các bạn. 6 múi xuống đánh lại. Rồi ok, bây giờ sẽ là lúc con gorilla kinh công này sẽ thử sức mạnh của hả hỏa tiễn. À kìa, bắn bính lấy anh hả. Sức mạnh của hỏa tiễn của hả. Đây các bạn ơi, chết đi gorilla. Chết đi, đây, đau không hả gorilla. Đau không, đây chính là sức mạnh của đau các bạn ơi. Mày thấy đau các bạn, he được nha. Mình thấy sức mạnh hả của quả bom hỏa tiễn nguyên tử này đây, các bạn thấy không, nguyên cái nắm bự là bự luôn. Bắn chết gorilla này các bạn ơi, bắn chết gorilla nè. Ùn, đã chưa, tiêu diệt gorilla các bạn ơi. Ơi nó không vậy, ai vậy, trời ơi các bạn ơi, đây là những con tùy tùng của gorilla các bạn ơi, tiếp tục bắn mình các bạn. Chết đi, gorilla đi rồi các bạn ơi. Trời ơi con kinh công này nhảy nó đi rồi các bạn, nó đi rồi nè, nó đang ai vậy, trời ơi những con này. Các bạn ơi, có vẻ như hả con quỷ là nó điên rồi các bạn ơi. Nãy giờ nó cứ liên tục nhảy các bạn. Đấy, chết đi đừng có đi nhiều nữa. Và bây giờ mi sợ sức mạnh của con này khùng nè, dám bắn mà nãy giờ. Bắn mà nãy giờ hả? Đau không? Đau bạn ơi. Trời ơi.
nó nhảy nhân khùng với các bạn. Đào liền, sợ chưa em? Tiêu diệt quái vật Villa kinh công các bạn ơi. Chúng thôi tiêu diệt con lạc của mình á. Trời ơi, khùng lên rồi. Khùng á em, khùng lên nè. Nhảy múa hả? Nhảy múa nè. Đào chưa các bạn. Ui. Trời ơi. Mình đã bị giết với đệ tử con Godzilla các bạn ơi. Là con Zombie Miner các bạn. Ai đường là một thanh niên cầm súng mạnh mẽ như thế này mà không tiêu diệt được con Zombie này sao? Đúng là lừa đảo thì các bạn. Mình cứ nghe cái tiếng gầm gừ của con quái vật Godzilla này mình sợ luôn á. Được rồi, bây giờ mình lại gần các bạn ơi. Lại gần dùng tuyệt chiêu bơm hỏa tiễn. Em ơi, bắn chú em nè. Đau chưa? Đau chưa? Đây, bắn gần các bạn, đứng gần cho ngữ. Đau không? Ờ, hụt rồi. Trời ơi, đây, đứng gần luôn, đứng gần sợ gì. Trời ơi, hình như đứng gần không được các bạn ơi. Đứng gần nó không giống như sao á. Được rồi, bắn đạn này đây. Tiêu diệt quái vật của Gila. Ơi, bị kẹt rồi. Ơi, bị kẹt rồi các bạn ơi. Bị kẹt rồi. Lên sao vậy trời? Oh my god. Bị kẹt rồi. À không sao, có cát. Trời ơi, bị kẹt các bạn ơi, sợ ghê luôn á. Bị kẹt rồi các bạn. Để mình đi lên. Rồi ok. Trời ơi, quái vật Gila này kinh khủng quá, đi thôi mà. Trời ơi. Mạnh vậy à, các bạn ơi. Nó mạnh quá mạnh luôn các bạn. Có vẻ như á đây hay là một con quái vật kinh con gì đây? Enderman các bạn ơi. Các bạn ơi, mình nghĩ hả? Đây có vẻ chính là một con quái vật các bạn ơi, bất tử các bạn ơi, nó rất là mạnh luôn á. Rồi, trời ơi. Mà đám quân lịch này rất là nhiều nữa, mà không gì hết rồi các bạn ơi, rất là khó khăn luôn á. Chết đi, trời ơi, được chứ, trời ơi, đạp đạn đâu vậy cha? Rồi, chết đi. Ok. Các bạn ơi, thì có vẻ như hôm nay các bạn ơi, mình sẽ rất là khó khăn để tiêu diệt được con Godzilla kinh công rồi các bạn. À, thấy không? Nó cực kỳ bự các bạn ơi, rất là mạnh luôn á, con này nó bự lắm luôn các bạn. Thôi, chắc là mình phải đợi tới sáng ngày mai hay là coi xem như thế nào các bạn. Chứ bây giờ mới thua cuộc rồi đó các bạn. Rất là khó quýnh mà tiêu diệt nó. Thì ok các bạn ơi, mình nghĩ là bây giờ đó mình sẽ tạm thời dừng video lại thôi, để tìm cách khác các bạn, chứ nếu không là mình thua cuộc luôn á. Thì ok, nếu như bạn thích thì cho mình một like nha. Thì bạn chỉ đăng ký giúp mình nha, hãy cho mình muốn đăng ký cho các bạn rất là nhiều nha. Và hả, mình sẽ gọi những thông tin này đi nha. Bye bye, để tới lại nha. Bye bye. Yeah.